Chris Hemsworth cam kết tặng 1 triệu Mỹ Kim vào quỹ cứu trợ cháy rừng ở Úc. Diễn viên Chris Hemsworth cho biết rằng ông ta và gia đình sẽ quyên góp 1 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho cuộc chiến chống cháy rừng ở quê nhà Úc Châu. Thông tin này đã được thần sấm Thor chia sẻ trên mạng xã hội Instagram trong một tin nhắn video tới người hâm mộ. Diễn viên 36 tuổi kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ và hỗ trợ nước Úc. Anh hy vọng khán giả cũng như là người hâm mộ sẽ dành sự ủng hộ cho cuộc chiến chống cháy rừng ở nước Úc. Anh nói, mỗi đồng xu đều có giá trị, vì vậy bất cứ điều gì họ có thể gom lại giúp đỡ đều được đánh giá cao. Đáp lại lời kêu gọi của Hemsworth, ngôi sao trong phim Titanic và phim Once Upon a Time in Hollywood, đó là nam tài tử Leonardo DiCaprio cũng đã chứng tỏ anh không phải là người đứng ngoài cuộc chiến và tuyên bố sẽ quyên góp 3 triệu Mỹ Kim cho nước Úc vào buổi sáng ngày hôm nay 10 tháng 1. Ngôi sao cho biết là đã thông qua tổ chức Earth Alliance để thành lập một quỹ có tên gọi Australia Wildfire Fund với cam kết đóng góp 3 triệu Mỹ Kim. Số tiền này được sử dụng để bảo vệ giúp đỡ cho cộng đồng sinh sống đang bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng ở Úc, kèm theo đó là bảo tồn và duy trì hệ sinh thái đa dạng ở nước Úc. Thông qua bài viết trên trang mạng cá nhân, nam diễn viên tiếp tục kêu gọi người hâm mộ, công chúng quốc tế quyên góp mạnh mẽ cho quỹ để có thể chung tay bảo vệ thiên nhiên Úc ra khỏi cảnh cháy rừng. Một ngày trước đó, siêu sao người Anh ca sĩ Elton John đã bất ngờ tuyên bố quyên góp 1 triệu Mỹ Kim cho một nỗ lực gây quỹ giúp đỡ cho người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cháy rừng. Bên cạnh Elton John, hàng loạt các cuộc gây quỹ hoặc quyên góp diễn ra rầm rộ từ các ngôi sao, đặc biệt nữ danh hài người Úc Celeste Barber trở thành tâm điểm của dư luận khi tạo ra một cuộc gây quỹ với con số kỷ lục 45 triệu Mỹ Kim chỉ sau một tuần lễ.